Chào mừng các bạn quay trở lại với video sản phẩm mới số 49 của channel Bán Linh Kiện.vn, chuỗi video cập nhật những sản phẩm mới nhất và hot nhất trong tuần vừa có mặt tại Bán Linh Kiện. Mở đầu video tuần này là bộ kit Nucleo F334R8-STM32F3, cung cấp thông tin linh hoạt để người dùng biết được các tính năng cơ bản của video khiển STM32, hỗ trợ kết nối Arduino Uno V3, tích hợp ST-Link V2, hỗ trợ IDE-IR-IDE-GCC, nguồn cấp cho mạch từ 2V đến 3,6V, ADC-12bit 24 kênh, DAC-12bit 3 kênh, tích hợp các bộ so sánh RTC, Timer, giao tiếp qua cổng IC2, UART-SPI. Tiếp theo là mạch nạp ROM CH341A. Mạch nạp ROM CH341A là một thiết bị nạp chương trình cho các loại EEPROM, Flash, SPI. Mạch có thể đọc, sao lưu, xóa, refresh. Mạch sử dụng chip CH341A, truyền thông UART, SPI, I2C, hỗ trợ hệ điều hành Windows XP, OS, Win 7, Win 8, Win 10 trên nền tảng 32bit và 64bit. Sản phẩm tiếp theo là mạch điều khiển LED RGB 20A, dùng để điều khiển mạch LED RGB 7 màu, ứng dụng điều khiển LED RGB, dùng trang trí, sử dụng nguồn 5V DC, tối đa 20A, giao tiếp qua cổng UART, ST-Link, điều khiển bằng 4 nút nhấn. Tiếp theo là bộ PLC FX1N có khả năng chống nhiễu, tích hợp vi điều khiển STM32 tốc độ cao cho khả năng hoạt động ổn định. Lập trình thuận tiện với phần mềm FXGP Win, giao tiếp qua cổng TTL. Được ứng dụng rộng rãi trong điều khiển công nghiệp dây chuyền, điện áp hoạt động từ 10V đến 28V DC, 6 đầu vào từ X0 đến X5, 4 đầu ra từ Y0 đến Y3, giao tiếp qua cổng TTL, đầu ra điều khiển transistor. Tiếp theo là bộ sản phẩm công tơ điện AC 100A PZM061 cảm biến DLX-Q20, dùng để đo công suất dòng AC từ 80 đến 260V, đo công suất và tổng công suất tiêu thụ, giải đo dòng AC từ 0 đến 100A, giải đo áp AC từ 80 đến 260V, được trang bị màn hình hiển thị LCD, kích thước bên ngoài lần lượt là 90 x 50 x 25mm. Sản phẩm đã bao gồm cảm biến dòng DLX-Q20. Bộ mạch LED Full Mini version 2018, sản phẩm mới được đưa ra thị trường với kích thước nhỏ gọn, chip nhớ 8MB, có thể lưu trữ rất nhiều hiệu ứng, được sử dụng rất nhiều trong các quán bar, karaoke, sân khấu. Ngoài ra còn được trang bị cổng USB giúp cho việc chạy online và nạp mạch trực tiếp hiệu quả, nâng cao số lượng LED điều khiển lên 2 lần nhờ chạy được 2 cổng 1903. Mạch sử dụng nguồn đầu vào 5V đến 12V, đô mini rời, dùng để kết nối nguồn và dây tín hiệu. Khối hiển thị bao gồm một LED báo nguồn, các nút nhấn điều chỉnh được tốc độ, nhanh chậm của hiệu ứng. Số lượng LED điều khiển lên đến 4000 LED full 1903. Tiếp theo là động cơ giảm tốc 12V 250W MI1016Z, là động cơ DC 500 vĩnh cửu, sử dụng điện áp 12V DC với dòng đỉnh mức là 28A. Tốc độ động cơ là 2700 vòng trên 1 phút với công suất 250W. Tiếp theo là bộ ổ cắm điều khiển Wi-Fi ESP8266, sử dụng nguồn 220V AC, sản phẩm có kích thước 130 x 68 x 40mm, hoạt động ở mức điện áp 220V, sử dụng đồng ngắt bằng relay, thiết bị phù hợp với các loại tải như bóng đèn hoặc quạt, không sử dụng đối với các loại máy bơm trên 2000W, điều khiển thiết bị 2 relay độc lập nhau, sử dụng bóng LED để báo hiệu cấp nguồn và tải. Và cuối cùng là sản phẩm hot của video sản phẩm mới tuần này, đó là loa Bluetooth Amazon Echo Dot Black. Amazon Echo Dot là thiết bị điều khiển hoàn toàn bằng giọng nói, sử dụng trợ lý ảo Alexa để phát nhạc, điều khiển thiết bị thông minh, gọi điện, gửi và nhận tin nhắn. Sản phẩm sử dụng nguồn 5V, chân jack sạc USB mini, hỗ trợ jack audio 3.5mm. Và vừa rồi là video sản phẩm mới số 49 của channel Bán Linh Kiện.vn. Các bạn thấy các sản phẩm vừa rồi như thế nào? Hoặc muốn đặt mua, hãy comment xuống bên dưới video nhé. Hãy like và subscribe để không bỏ lỡ những sản phẩm công nghệ mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.